một cái anh nha các bạn, anh đã vô lần thứ ba, lần thứ tư nhưng mà anh vẫn tới xếp hàng tiếp để nhận gạo, không biết là như thế nào đó. Người mà không đi điện thoại mời các bạn, bà con đến rất đông, bà con đến rất đông lúc này, nên là cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận tại những cái hình ảnh này về tối nha các bạn, tại đường Lòi, điểm phát gạo tại đường Lòi cho tất cả các bạn anh chị cô chú thấy được như thế nào về Sài Gòn tình thương miếng thương, một miếng khi đói rồi một tối khi no, nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp cố tình nha các bạn để đến nhận gạo, nhưng mà máy cũng phát hiện nha các bạn, những người thực sự khổ thì máy cứ phát gạo thôi. Rồi cuộc sống Sài Gòn thì xin cảm ơn tất cả các bạn, cũng như là hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo về cuộc sống đời thường ở Sài Gòn, cũng như là tình thương mến thương ở trong mùa dịch lúc này nha các bạn. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha, bye bye. Ba vò vòi, ba giờ tự động nghĩ ra.